Một trong những cái sai lầm cực lớn khi vận hành một doanh nghiệp mà không phải ai cũng nhận thấy đó chính là dùng Excel để quản lý các cái công tác kế toán cho tiết kiệm. Mình cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều công ty lao đao, chủ yếu vì có hai cái lý do: một là có doanh thu nhưng mà không có tiền về, và hai đó là những cái rủi ro về thuế. Thế thì để tìm lời giải cho cái bài toán này thì cũng có rất là nhiều cách, nhưng mà mình thấy một trong những cái phương pháp mà được sử dụng phổ biến này và phù hợp với đa số các cái doanh nghiệp đó là áp dụng phần mềm kế toán vào trong vận hành. Thì cụ thể một phần mềm có thể tạo ra được một cái quy trình nhập liệu cũng như là hạch toán bài bản này, có thể đảm bảo được cái số liệu kế toán luôn đầy đủ, chính xác và minh bạch. Một số cái tính năng tự động thông minh như là nhắc hẹn công nợ này, lập báo cáo tổng quan tình hình tài chính của doanh nghiệp này, tổng hợp để lên được bộ báo cáo tài chính và những cái tờ khai quyết toán thuế. Thế thì vừa giúp cho kế toán làm việc hiệu quả, tránh sai sót, cũng vừa giúp cho chủ doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quan về thu chi, về lợi nhuận, về lãi lỗ, từ đó có thể nhanh chóng nhìn thấy được vấn đề của doanh nghiệp, đốc thúc hoạt động thu hồi công nợ và hạn chế được các cái sai sót khi kê khai hay nộp thuế. Thật sự việc áp dụng phần mềm để có những cái kế hoạch vận hành và tăng trưởng là điều phải thực hiện càng sớm càng tốt.